nắng sáng đẹp đó mọi người. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui cũng như là gặp nhiều thuận lợi trong công việc nha. Đấy, sáng nay lên rẫy thì mình mới mang chim ra rồi nè mọi người. Đấy, nó đang là rỉa lông rỉa cánh này. Đấy, trời hôm nay thì rất đẹp. Đấy, nhìn này. Vừa mây vừa nắng đấy. Lúc râm lúc tặn. Đấy, trời rất đẹp. Đấy, còn con bảy màu đang treo đây đang phơi nắng mọi người. Đấy, nó đang phơi nắng, nó đang phê cả. Đấy, thằng mắt lim dim đấy. À mà bữa nay nhá, mình mới phát hiện ra hai cái tổ chim sát nhau. Đấy, một hồi nữa mình dẫn mọi người đi coi hai cái tổ chim đấy. Tại hôm qua là mình thấy rồi nhưng mà chưa có khám. Đấy, bữa nay lên khám xem như thế nào. Cùng với đấy là phát hiện một cái tổ ong rồi mọi người, mà không biết là nó còn hay chưa cả. Đó, thấy không? Để mình leo lên mình coi coi cái tổ ong đấy nó còn hay nó bỏ rồi. Đấy, như mọi người đã thấy thì cái tổ ong này chắc là mình xịt thuốc quá nó chạy không kịp rồi mọi người ạ. Đấy. Không, như làm tổ ở đâu, làm tổ vườn sầu riêng người ta xịt thuốc sâu liên tục mà mấy cái con ong này lại đem nó đi làm tổ ở đây, bó tay nó luôn. Đấy, không biết là nó bỏ đi hay là do xịt thuốc nó chết hết rồi. Đấy thì mấy ngày nay đang là làm vườn nè mọi người. Đấy, cào bồn ra cho nó trống này. Đấy, nhìn nó thoáng ra hẳn không, thoáng đãng. Cào bồn rồi cưa cành, những cái cành mà cành nó rườm rà quá này, thấy không? Đấy, là mấy này đang là tiến hành dọn dẹp cái vườn cho nó sạch sẽ. Đấy, cuối mùa rồi. Giờ thu sầu riêng sắp hết rồi là bắt đầu mình dọn dẹp luôn dần dần đấy, cây nào mà nhỏ thì cây nhỏ, cây không có trái hay là cây thu rồi thì dọn trước. Xong rồi tí nữa một hồi đến những cái cây mà có trái này, cây nào mà thu hoạch xong này mình cũng dọn luôn. Dọn dần vậy mới kịp chứ để nó dồn một lúc thì phê lắm, dọn phê lắm. Đấy, sáng ra thì mình đã mang... Úi dồi, nó thấy mình ngồi xuống đây cái nó chạy tới luôn. Đấy, sáng ra thì mang chim ơi, đang là cho phơi nắng rồi. Đấy, tụi nó đang là phê mọi người ạ. Đấy, mấy chim của mình cứ được phơi nắng là nó khoái à. Đấy thì mọi người phơi nắng thế mà nắng gắt như này nè thì phơi tầm 15-20 phút cũng được. Đấy, còn nếu mà nắng nhẹ thì phơi nửa tiếng luôn. Đấy, nói chung là phơi vừa phải thôi mọi người, đừng nên phơi quá, có để quên rồi chết ngắt luôn đấy, tại nắng gắt mà. Nay mới mua dế đó. Đây nó bắt nè, chỗ này mình mua 5.000 dế được nhiều vậy mọi người. Không, có cái đợt giờ biết rồi, biết chỗ mua rồi. Đấy, còn có mấy chỗ nó bán đắt lắm, 5.000 được có nửa chỗ đấy à. Đây. Nó đi bắt đấy. À đừ, nó làm lơ con dế rồi. Đây nè, bắt đi. Con này nó vẫn còn ngáo lắm mọi người ạ. Nó vẫn còn ngáo đời lắm, nó chưa có khôn đâu. Dại lắm. Đây. Cũng gọi là biết tí kỹ năng bắt mồi thôi. Đấy, thời tiết mà lúc mà nắng lúc tắm nắng lúc râm như này thì cứ để phơi nắng nhiều chút xíu mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đọc bình luận sau một lát nữa. Sẽ dẫn mọi người đi thăm hai cái tổ chim đấy nha, hai tổ sát nhau luôn. Đấy, hôm qua mình thấy rồi nhưng mà để hôm nay mình mới quay cho mọi người coi, cũng như là đi lên khám. Tại lúc hôm qua thấy là cũng chiều rồi, thằng nào cũng chưa có con lên khám nữa. Rồi bắt đầu bây giờ đọc bình luận nha. Ăn ở đâu vậy anh? Ở Tân Phú Đồng Nai. Anh ơi có ship về Đồng Tháp không? Đồng Tháp mua 2-3 con đi đều ship, mua một con không ship đâu, không bỏ nha. Nuôi đỗ quyên có giá trị không? Hầu như đỗ quyên này cũng chả ai nuôi, nó không có giá trị. Vậy cho xin Facebook ạ, Facebook dưới phần mô tả nha. Hút mật bổi có bán không? Có, liên hệ Zalo. Ăn ở huyện nào? Lâm Đồng vậy, huyện Đạ Oai. Có chè lửa không? Không.
Cho em hỏi lồng chim có khoảng cách giữa hai thanh là 1,5 cm nuôi 7 màu được không? Không. 1,5 cm là nuôi mấy cái xanh tím, xanh đỏ. Còn cái này là chỉ có 1 cm thôi nè. Ừ. Đi mua lồng hút mật này. Thục cái ngón tay út qua này. Thục ngón tay này. Không lọt này. Thì mới mua. Đấy, cái lồng này thậm chí là chưa được một phân luôn á. Này chỉ tầm 7-8 gem thôi. Ừ, thấy không? Thục cái ngón tay qua, nó không có lọt thì mới mua. Tại vì mọi người biết sao, hôm qua mình có bán cho một cái anh đó, anh Buôn Mê Thuật. Đấy, ở Buôn Mê Thuật mà bán chim về xong rồi bỏ vào cái lồng. Cái sáng ra nhận được chim. Cái xong rồi một hồi sau thấy nhắn tin kêu là nó bay mất rồi. Đấy thì mình mới bảo là mua lồng như nào. Đấy, cái xong rồi bắt đầu với chụp hình cái lồng gửi qua cho mình. Thì trời ơi, cái lồng đấy là dùng để nuôi xanh tím với lại nuôi chim khuyên. Cái lồng đấy nó là lồng gỗ to lắm, lỗ nó to lắm, thậm chí ngón trỏ mình thục qua nó còn lọt cơ mà. Đấy thì hỏi sao mà hút mật, nó là một cái loại chim là nhỏ nhất trong các loại chim, cho nên là nó cần cái nan lồng nó thật là bé. Này, ngón tay út này thục nó cũng không qua này, thấy chưa? Đấy, thành ra là mua mua lồng hút mật là phải mua lồng loại bé nhất. Đấy, cái là anh đấy anh mua cái lồng cái lỗ to như là cái hang Sơn Đoòng vậy. Đấy, vậy là thôi, đi luôn con chim luôn. Đấy, tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cho Minh hỏi, bẫy được hút mật mỏ nó dài khoảng 4 cm là hút mật gì vậy? Nó màu xanh lá cây. Chưa thấy cái màu xanh lá cây con đấy bao giờ luôn. Hôm bữa thì bẫy được con bắp chuối đó. Đấy, cái mỏ nó dài cũng tầm này này. Đấy, mà nó đâu có phải là màu xanh lá cây. Còn cái màu xanh lá cây đấy, anh thử chụp hình anh gửi qua Zalo cho em coi. Đấy, xong rồi em đăng lên đây cho mọi người xem coi mọi người có thẩm ra được con chim đấy là chim gì không. Đấy, chứ kể không không vậy không thấy hình thì cũng khó nói lắm. Võ Duy Lân ăn ở Đắk Lắk hả anh? Không, mình ở rẫy này ở Lâm Đồng nha. Nuôi ốc mít đi anh, thôi không nuôi ốc mít đâu. Con cà cưỡng có bán không? Nếu có em mua thêm hút mật. Võ Huy ơi, liên hệ vô Zalo nha. Mình lấy cám ba vì xay ra cho hút mật ăn được không? Cám ba vì á, cám ba vì nó chỉ là một trong những thành phần để có thể làm cám hút mật thôi. Đấy, còn nếu mà dùng cám ba vì để thay thế hoàn toàn cám hút mật là cũng không được luôn. Đấy, không đủ chất đâu. Chứng kiến sao em bỏ vào nó không chịu ăn, anh chỉ em cách nào cho anh chứng kiến với. Bỏ con cám ra. Cho mỗi chứng kiến không thôi. Này, có nhiều cách tập. Thứ nhất đấy là đầu tiên ấy, nếu mà muốn nó làm quen với mùi chứng kiến ấy, thì giã ra hoặc là xay ra như nào đấy thành nước. Đấy, để cho nó hút, cho nó biết cái mùi của chứng kiến trước đã. Tiếp theo là bắt đầu bỏ bỏ cám ra. Đấy, xong rồi cho chứng kiến vô. Còn cách nữa là trộn cả cám cả chứng kiến vào với nhau. Đấy, đấy là những cách tập cho hút mật ăn chứng kiến. Anh ơi, em cho 5 màu ăn cám khô mà chim không ăn giờ sao anh? Mở video vào cám từ A đến Z lên coi nhá. Nguyễn Vũ Long, anh ơi có nên nuôi thêm hút mật mái 7 màu chung với con trống đang có? Tất nhiên là không rồi. Một con trống, một con mái thả chung với nhau không bao giờ nó hót. Nó sẽ nghỉ hót. Ví dụ con trống đang hót ghê, thả mái vô cái nghỉ hót luôn. Đấy, nó kiểu nó như thế đó. Chỗ anh có chim hút mật cổ đỏ không? Cổ đỏ là chim gì? Cổ đỏ sắc pháo này hả? Nè, sắc pháo cổ đỏ nè. Đấy, còn 7 màu nó cũng cổ đỏ. Nó có nhiều loại cổ đỏ mà. Đấy, phải nói chi tiết mới biết nha. Anh cho em hỏi, cám nước chim ăn á, nó chưa ăn hết mà còn sót 1-2 con kiến trong đó có cần thay cám không? Cám nước mỗi ngày nên thay một lần. Cám nước ấy nha. Nếu mà có thời gian nữa thay 2 lần. Còn nếu như không có thời gian ấy, mỗi ngày phải thay một lần. Không cần biết là nó ăn hết hay không nha. Nếu mà để nó sẽ bị ảnh hưởng tới đường ruột đấy. Tuấn Võ cho hỏi, ngoài bột ra cho chim hút mật ăn thêm các loại côn trùng như nhện được không? Ăn chứng kiến ấy, hồi trước ăn hồi trước khi mà chưa có cám á, tụi mình cho ăn nhện bị sù lông quá trời luôn. Anh ơi bài em cách làm cho hút mật 5 màu xung đi. Hút mật 5 màu con nào cũng vậy. Trước tiên nó phải đã có cái máu chín trong người nó đã. Giờ tự nhiên đi kêu lấy con chim BD để kêu nó xung thì ông nội nó cũng chả xung được. Đấy, đầu tiên là con hút mật 5 màu đấy nó phải sẹc. Đấy, nó thấy chim ngoài nó phải sẹc đã. Kẹt 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 đấy. Đấy, mấy con đấy ít ra nó phải có tí gọi là tí cái cơ sở để mình làm cho nó xung được. Chứ bà mẹ lấy con chim BD nín câm như hến kêu nó xung là nó không xung đâu.
đấy, sạc sạc nó bắt đầu phơi nắng đều tay đấy, cho ăn đầy đủ, ăn cám, ăn trứng kiến, ăn trái cây, phơi nắng đều xong rồi mang đi dợt. Đấy không, này nghe con mồi của mình nè, sáng ra treo lên là chưa thấy con chim nào nhưng mà nó đã sạc rồi kìa, nó sạc mình nó cũng sạc nữa. Là mấy con đấy ít ra nó phải có tí cơ sở để mà mình làm nó sung được, còn như mấy con mới bẫy hay mấy con chim bd thì thôi luôn, mấy con đấy không tính tiền nha. Họng đen với tía ô là một dòng hay khác nhau bạn? Họng đen nó là họng đen, còn tía ô nó là tía ô. Đó chứ họng đen nó và tía ô nó là hai dòng hoàn toàn khác nhau. Ở tía ô thì cái kích cỡ của nó to hơn họng đen. Hầu như tía ô nó là một cái loại chim mà to nhất nhì trong các dòng hút mật rồi. Còn họng đen ấy thì nó màu thì nó cũng na ná đấy, nhưng mà họng đen nó là vừa giống tía ô một chút xíu mà vừa giống năm màu chút xíu. Nó hai dòng khác nhau. Anh ơi có ship Tây Ninh không? Có. Tây Ninh có một chuyến xe Nam Phát đi bến xe Tây Ninh nha. Chỉ có gửi được mỗi tới bến xe Tây Ninh thôi, có ra đấy lấy được thì inbox ra Zalo nha. Đệ Trần, anh ơi cho em một con năm màu đi, em đam mê mà không có chim nuôi. Đấy, không có chim nuôi thì có hai cách. Một ấy, là bỏ tiền ra mua. Hai ấy, là đợi đến mỗi khi mình được 1.000 người đăng ký thì mình sẽ tặng 3 con chim. Đấy, ai may mắn thì được thôi, cái này hên xui nha. Chim hút mật cổ đỏ em thấy khó nuôi lắm, không biết mẹ nó thường đút mồi gì. Em bắt một tổ về nuôi mà nó kén ăn lắm, cho ăn cái gì? Cho ăn cái gì mà nó kén ăn? Lấy trứng kiến, lấy cám, mua cám hút mật ấy, về đút cho ăn. Nó kén ăn đấy, một phần ấy, là do mình đút thức ăn không có đúng. Thứ hai nữa là do con chim nó đã ra lông, ra lá đầy đủ hết rồi. Đấy, như mình đã nói ở rất nhiều video, hút mật non ấy, mà nó đã ra đầy đủ lông ấy, thì nuôi nó còn chán hơn là nuôi con hút mật truyền nữa. Đấy, nó không có há mỏ đâu, nuôi nó nhát lắm. Anh ơi em ở Tân Phú Đồng Nai nè, rẫy và nhà ăn ở đâu vậy? Ở xa thì còn muốn nói nhà, ở gần là tuyệt đối là không nói nhà luôn. Ăn với lại đi lên rẫy miết là có thời gian ở nhà đâu mà hỏi nhà làm gì. Giá như mình có ở nhà đi thì mình cũng sẵn sàng mình đợi mọi người đến chơi với mình luôn. Nhưng mà đi rẫy không à, có mỗi vợ với con ở nhà thôi, thành ra là không có nói nhà được nhá, mọi người thông cảm nhá. Mình là một người cực kỳ rõ ràng, rằn mặt, minh bạch. Đấy, tuy vậy ăn rồi đi lên rẫy miết, không có thời gian ở nhà nhá, cho nên là không có nói nhà chứ không có phải gì hết nha. Đấy, trời nắng quá cái là mình đem chim vô luôn rồi mọi người. Đấy, nãy giờ ngồi nói chuyện cũng lâu lâu rồi. Đấy, thấy nắng quá rồi đưa chim vô trong mát rồi treo mấy con nào mà hot rồi là treo lên trên, con nào mà chưa hot mới bẫy thì để ở dưới đất mọi người cho nó mau dạn. Rồi tiếp theo đọc tiếp bình luận của mọi người nha. Mê chim cu, định nuôi loại này nhưng là thấy khó quá. Cái loại này nó khó chỉ ở cái việc mà ăn cám thôi. Đấy, còn đã biết ăn cám rồi thì nó lại dễ quá mọi người ạ. Con đỗ quyên đẹp quá, định mua 1 triệu nhưng thả mất rồi. Úi xời, đỗ quyên mà đẹp. Em lại ăn luôn, ăn thuận bờ rồ ơi. Đỗ quyên mà ăn kêu nó đẹp. Hữu Nguyễn, ăn mua mẹt về bẫy bìm bịp đi ăn. Mẹt à, đúng rồi. Mình thấy ở đây có cái mẹt đấy. Để cái này mình nghiên cứu nha. Hễ mà rảnh ấy là bắt đầu đi bẫy bìm bịp chơi. Chim em nó ăn cám bột được 2 hôm, em chuyển qua cám hạt nhỏ nó không chịu ăn. Anh có cách nào không chỉ em với? Qua cám hạt nhỏ có giỏ nước cho nó không? Có mồi nước không? Phải mồi nước giống như mình ấy thì nó mới ăn, chứ nếu mà để khô không là nó không ăn đâu nha. Mồi 1-2 giọt nước vô. Rồi, đấy là tất cả những cái bình luận của mọi người gửi cho mình. Rất là cảm ơn mọi người nhiều nha. Nếu như có thắc mắc gì thì cứ để lại dưới phần bình luận nha. Mà mọi người có thắc mắc vui lòng để dưới phần bình luận, đừng có inbox vô Zalo hay gì hết. Đấy, mình Zalo mình để làm việc thôi. Đấy là để ai anh em nào mua chim hay là có vấn đề mua bán gì đấy thì mình để làm ăn thôi mọi người. Còn như là có thắc mắc gì cứ để trên bình luận ở dưới YouTube đi, chắc chắn là mình sẽ đọc. Nếu như cái bình luận đấy nó chứa câu hỏi hoặc là một cái vấn đề gì đó gọi là cần thiết. À quên nữa thì bữa nay ấy, bắt đầu mình cho cái bọn này nó ăn qua cám hạt nguyên rồi này. Đấy thì hôm qua là mình cho ăn cám hạt nguyên mà nó không ăn, mình vẫn phải mồi cám hạt li ti vô. Đấy thì bữa nay là chúng nó đã được 6 ngày rồi. Đấy thì bắt đầu bữa nay mình sẽ cho ăn cám hạt không thôi. Đấy, còn cái con có một con 7 màu hôm bữa mình bẫy đấy, là bữa nay ngày của nó mới qua ngày thứ 4 thôi mà nó cũng biết ăn cám hạt rồi. Bởi mọi người mới thấy là cái con 7 màu nó vào cám thường thì nó dễ hơn là con 5 màu. Đấy, thì bữa nay mình sẽ cho nó ăn và cho mọi người quan sát nha.
đấy thì mọi người có thể thấy là nó bữa nay là qua ngày thứ 6 và nó đã biết gắp cám hạt rồi. Và cái quan trọng nhất của cái việc mà nuôi chim hút mật là cái việc vào cám, mà vào cám như thế nào để cho con chim á nó ăn cám nhưng mà cái người nó vẫn không bị sù lông. Đấy là mới là điều quan trọng nha mọi người. Đấy, còn vào ăn được miếng cám mà người nó như cục bông á, là nuôi mấy con đấy là rất là chán. Đấy, sao? Nhát thì có nhát thật, tại vì kỳ này đi làm quá chỉ có tập cám thôi chứ không có tập dạn. Đấy, thành ra là hơi nhát. Đấy, tuy nhiên cũng chấp nhận được, nuôi mấy con này thời gian thì nó sẽ dạn thôi, không có gì. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, còn cái con mà mình bảo dài chùm lông nách cả mét á, là bữa nay cho ăn cám hạt nhỏ rồi nè, với lại giỏ 1-2 giọt nước vô. Đấy, ngày sang ngày thứ 3 là cho ăn như thế. Không, nhìn đang nhỏ rồi. Đấy, khỏe mạnh bình thường, lông lá bình thường luôn. Đấy, còn y nguyên. Đấy, thấy chưa? Nuôi vậy thì mình nuôi mình mới có hứng mọi người ạ. Còn nuôi con chim mà sù lông thì ai nuôi rồi thì cũng biết đấy. Nuôi con chim mà sù lông thì chỉ có muốn thả đây thôi chứ không muốn nuôi thêm một giờ một phút nào luôn đấy. Đấy, cho nên là mọi người đấy, cứ làm theo như vậy là ok thôi nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi thăm hai cái tổ chim sát nhau, là hôm qua mình đang là tỉa cành mình nhìn thấy. Đấy, lạ không? Hai tổ chim mà nó làm sát nhau luôn. Mình nhìn thấy thôi chứ mình chưa có ra khám. Đấy, tại lúc đấy là chiều muộn luôn rồi. Đấy, hôm qua là đang cắt cành cây này nè. Đấy, bây giờ lên xem nó là tổ chim gì, cũng như là để coi là nó có con không. Đấy, hôm qua đang tỉa tới đây thì nhìn đây này. Đấy, thấy một cái tổ. Cái nhìn qua sát bên thấy thêm cái tổ nữa. Đấy, đây là đầu tiên là khám cái tổ nhỏ trước đi nè. Chim gì mà nó à, đường ở đây có trứng nè, có hai quả trứng nè mọi người, thấy không? Đấy, không biết là tổ chim gì ấy nha. Nè, đấy có hai quả trứng nè. Đấy, để lại y cũ, để lại y cũ, không biết gì hết nha, không biết gì hết. Còn đây là cũng một tổ sát bên này. Tổ này thì mình nghĩ là tổ chim ri rồi, mà không biết giờ làm sao để nhìn vô trong là có con hay chưa ấy nhỉ. Đấy, thì bây giờ mình thử, giờ không lẽ thục tay vô, mà chim ri nó kỵ thục tay lắm mọi người. Đấy, mình nhét vào tay cái ổ nha, chưa có gì hết. Tổ này thì chưa có gì hết này, nhưng mà tổ chim đó mọi người, chim mà mình đã thục tay vô, chim ri ấy, thục tay vô rồi là thường nó sẽ bỏ tổ mọi người. Đấy, cho nên là không biết là nó có để tổ nó đấy không đó. Đấy, hai tổ. Tổ này là tổ chim gì? Chưa bao giờ mình thấy cái tổ chim nào mà nó hay như thế này. Đấy, nó lấy keo lấy gì nó dính vô nè. Còn tổ bên này tổ chim ri, nhìn là biết luôn rồi. Thì để đây theo dõi. Đấy, mình theo dõi một thời gian xem coi là mấy bữa sau lên coi là cái tổ kia để mấy bữa mình rình. Mình rình xem là có con chim gì nó ấp cái tổ chim đấy. Nhìn cái tổ đấy hay nhỉ. Nó bé tí có một chùm như này. Đấy. Còn tổ chim ri nó làm nguyên một bọc như này. Ghê thiệt. Rồi, con đầu tiên trong ngày hôm nay nè mọi người. Bữa nay làm ăn không được khấm khá cho lắm mọi người ạ. Đấy, mãi chiều rồi mới dính được con, mình chuẩn bị mình đưa lồng vô luôn rồi nè. Đấy, dính được một con. Đấy, con này là con năm màu mái mọi người ạ. Con đầu tiên trong ngày hôm nay, một con năm màu mái. Đấy, rồi thôi cho nó về nơi sản xuất luôn mọi người ơi. Rồi, đi luôn nha. Rồi, nó mất dạng luôn rồi. Mùa này sầu riêng trái nấm ghê lắm mọi người. Nè, cái tình hình mà cứ mưa xong rồi nắng, mưa nắng là sầu riêng nó hay bị nấm như này. Mấy vườn khác mọi người biết không? Nấm mà người ta thu, người ta rụng một lần á, cả tạ. Vườn mình là bị nấm hết cũng mấy chục ký đấy mọi người, mấy chục ký nấm đấy. Xịt thuốc liên tục ấy mà không ăn thua đó mọi người. Đấy, chứ đâu phải là ấy đâu. Xịt những cái trái sầu riêng mà nó bị nấm như thế này nè thì bán cho những người làm kem. Đấy, thì họ mua những cái trái này về họ để họ làm kem sầu riêng ấy. Mấy cái thằng mà nó hay bán kem ký ấy, nó kêu là
Ai mua kem ký đây? Kem sầu riêng, kem khoai môn, kem đậu xanh, đặc biệt thơm ngon đây. Đấy, là nó lấy cái này này, nó lấy cái này nó sẽ bỏ vô để nó làm cho có mùi sầu riêng. Đấy, chứ nghĩ sao, ký kem có hai mấy ba chục ngàn. Đấy, mà nó cho sầu riêng thật, sầu riêng xịn vô ở đâu ra? Cho sầu riêng xịn vô thì nó có mà nó lỗ à? Đấy, nó chỉ cho sầu riêng nấm thôi nha mọi người. Đấy, cho nên cái gì nó cũng có giá của nó hết á. Đấy, tiền ít ấy thì không thể nào hít đồ thơm được. Nó sẽ lấy những cái muối như thế này. Đâu mình ăn thử. Ăn thì cũng được. Ăn cũng được. Ừ. Cái hộc này nó không có bị nấm nè. Ừ, thấy không? Hộc này săn nguyên này. Đấy, ăn được mà. Ăn được á. Thì mấy cái thằng làm kem nó về xong rồi nó sẽ lấy những cái muối này để nó làm ra kem ký nó bán nhá. Chứ không bao giờ mà nó mua cái sầu riêng mà 6-70 ngàn một ký để nó làm kem cho mình ăn. Không bao giờ có điều đấy xảy ra. Và cái kem này thì nó mua với giá là tầm mình bán cho người ta là có 5 ngàn một ký thôi. Đấy, xong rồi người ta bán cho những cái thằng làm kem chắc là 10 ngàn. Đấy, nó mua 10 ngàn ký thôi, nó về nó mới làm, nó lấy mùi thơm là chính. Chứ không có dụ mà nó lấy sầu riêng 60 ngàn ký nó làm kem nó bán cho mình đâu nha. Đấy, rồi lấy cho con chuột nó ăn luôn nè mọi người. Mấy này đâu có cho chuột ăn sầu riêng nè, chắc tụi nó hơi bị khoái đấy. Ừ. Mà phải công nhận mọi người, hai con chuột này mình nuôi trên đây nó màu lớn như là gì vậy. Nhìn bữa nay nhìn nó như con heo nái mọi người. Nhìn cái bụng nó coi. Nhất là cái bụng của con này nè. Cái bụng con này nè, đấy, nhìn nó như một con heo nái vậy. Đấy, cho ăn nhiều vô cái bụng nó xề xuống. Ăn sang lắm, ăn sang như đĩ, ăn giờ ăn cỏ chê. Rồi bắt đầu chuyển qua ăn cám chó. Ăn cám chó xong rồi bỏ cám chó đây xong nó ăn xong nó ỉa cả cức nó lên đây luôn nè. Đấy, thấy mất nét chưa? Rồi, con tiếp theo trong ngày hôm nay nè mọi người là một con năm màu trống. Ôi ôi, con này cái cổ đẹp chưa? Ôi ôi, cái cổ nó nè, cổ nó tuyền đẹp chưa? Kiểu nó không có phải là quá non, là kiểu một gạt đen. Trời, đi ra. Nó không phải là một gạch đen mọi người, mà là nó không phải non quá mà nó không phải già quá. Mấy con này nuôi thì nó thích hơn là nuôi mấy con quá non thì nó chỉ có một ít gạch đen ở trên cổ thôi. Như mấy bữa nay đó, mấy nay mình bẫy toàn mấy con có vài chấm đen đấy, mà con này nó kiểu nó đen tuyền luôn nè mọi người. Nè, đẹp chưa? Đấy, hóng lên luôn nè. Râu quai nón dài sọc. Đấy, à. Đấy, được con này là cũng êm xịt rồi mọi người. Đẹp nhỉ? Nè, mấy con như thế này là dạng kiểu không già quá mà không non quá. Đấy, đẹp nhỉ? Đấy. Chưa có lông nách. Nè, lông nách chưa có gì hết. Ừ. Đấy, như cái con mà hôm qua mình vẫy là cái lông nách dài cả mét đây này. Đấy, đang nhốt đây này. Đấy. Đấy, con này thì nó già rồi, nó lông nách nó ra dài cả mét rồi. Còn như con này thì này, mới chỗ được có bằng này thôi. Đấy, dòng năm màu nó là như thế đấy. Nó chỗ từ ít ra nhiều. Đấy, nhiều thì như con này, ít thì như con này thôi. Đấy, rồi sẵn bữa nay đi thăm tổ chim thì mình tiện thể mình thăm luôn cái tổ con trà màu đất ở đây luôn đi. Đấy, thì bữa giờ thì mình đã thấy nó làm tổ hình như xong luôn rồi đấy. Ôi ôi, bà mẹ ơi, tí chết, tí nữa là chết luôn. Bà mẹ, cái cây này là nó bị bệnh mọi người ạ. Đấy, nó bị bệnh này, nó bị nó thối cây, khô cây hết trơn rồi. Bởi vậy leo cây này cũng ghê thế mẹ. Ở đây mình không thấy được mọi người ạ, không thấy được là nó đẻ trứng hay chưa nè. Đấy nè, thấy một cái chùm trong đây không? Mà cây này thì không leo được, leo té vỡ mồm ngay. Bây giờ lấy cái thang thử đi nhỉ. Thang không biết là có tới không nè. Đấy, mình sẽ dựng cái thang ngay đây. Vì này không hiểu sao mà vườn mình chim nó về làm tổ nhiều ghê mọi người. Đấy, 3-4 tổ nó làm luôn. Mặc dù mình xịt thuốc cũng nhiều đấy mà sao mà nó cũng về nó làm tổ được hay ghê.
Đấy, này, chỗ này thì có khả năng mình sẽ đứng tới cái tổ nó luôn đấy. Cẩn thận có té vỡ mồm, chết ngay. Chưa có cái gì hết mọi người ạ. Mới là cái tổ không thôi. Nó cũng dùng keo nó dính nè mọi người. Nó không biết nó tiết cái chất gì ra nè. Nó dính vô đây nè, nhưng mà tổ nó thì chưa có gì hết. Hay là nó bỏ tổ mợ nó rồi nè. Đấy, tổ hai con trèo màu đất đợt mình quay cho mọi người coi đó. Đây, nó lấy lá nó dính vô nè. Đấy, nó dính lá vô nè. Đấy, mà bữa nay nó công cả bọc nên nó làm tổ đó nè. Mà bữa nay sao lại chưa thấy trứng là sao? Á đừ. Hay có khi nó bỏ tổ rồi, nó thấy gần người quá nó bỏ tổ rồi mọi người ạ. Có khi ấy nhỉ. Đấy rồi thì tình hình bữa nay thì được có đúng hai con, một con mái thì thả đi rồi, còn một con trống thì mình đang nhốt vô cái lồng to này cho nó đỡ đỡ húc đầu nè mọi người. Đấy, đấy nó sổ đấy. Đấy. Con này công nhận nó nhìn nó khỏe khoắn mà đẹp trai ghê. Đấy còn cái con chấm đỏ hôm qua nè, bữa nay mình phát hiện nó thêm có thêm một cái chấm xanh ở ngay bên cắn nữa. Đấy thì mình cũng bữa nay mình nhốt qua đây rồi, đấy để thuần nó. Đấy còn con này là con lông nách dài cả mét đây này. Đấy con này thì bữa nay đang ăn là cám cám khô chấm vài giọt nước này, thấy không? Đấy thấy nó ăn lủng ra một lỗ không? Đấy nó sẽ ăn từ cái ướt xong rồi bắt đầu nó ăn dần dần qua cái khô. Đấy con này thì tuy là một con già nhưng mà lại rất là ít húc đầu mọi người ạ. Đấy nó chỉ sổ thôi chứ nó không có húc. Đấy mọi người nhìn cái đầu nó còn y nguyên y vẹn luôn. Đã ha. Đấy nè, con này đuôi đẹp ghê nè. Ha. Đấy thì bữa nay có mấy con cắm hạt đấy thì mang về. Đấy có một số bạn thì đặt mình mua mấy con chuyền đấy. Đấy nè. Đấy nhốt vô đây để chiều mang về nè mọi người. Đấy, đang nhốt vô đây. Đấy còn mấy con chim mồi thì cho vô nghỉ ngơi nè mọi người. Đấy, chiều mát rồi. Đấy, con này nó đang là hóng, mình có cho nó uống hút mật ong không? Đây. Đấy, nó nhảy lên nó đòi kiếm mật ong trong đấy đấy. Đấy, còn con này thì đây là đây, bảy màu. Đấy, cho nghỉ ngơi rồi một tí nữa là cho vô trong luôn. Đấy rồi, thì tình hình bữa nay chim cò nó là như thế. Đấy, trời cũng mát xuống rồi mọi người, hết nắng luôn rồi nè. Đấy rồi cũng tranh thủ đi về thôi mọi người. Đấy bữa nay vậy được một con vậy là cũng vui lắm rồi. Đấy rồi bây giờ gom đồ đi về nha, mai quay tiếp nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Thank you.